tới 800, không dưới 800 ngàn, 800 mấy cho đến 900 mấy, được chưa? Tùy nơi bán. Bản thân Quỳnh hồi xưa Quỳnh mua cách đây tầm khoảng 4 5 tháng gì đó, Quỳnh xài được nửa cây rồi, là giá là 870 đó cả nhà. Đây, cây sau mà Quỳnh đang xài này, Quỳnh xài được còn nửa cây rồi. Đó, váy Elder Slim Quỳnh đang xài nó hơi bị bẩn một tí á. Thông cảm giùm Quỳnh nha, nè Quỳnh đang đánh nè. Xin mà. Đây, được chưa? Đó, White Elder Sleeve nha mọi người nha. Đây, đẹp chưa? Và đối với cây son này, mua từ hai sản phẩm là sẽ được tặng quà, là sẽ được tặng cây son này miễn phí luôn. Và đây là chương trình khuyến mại hiện tại của Shop Win. Số lượng son đang gần rất là còn rất là ít, tầm khoảng còn mười mấy cây thôi. Và nếu như bạn không lấy quà tặng thì Quỳnh sẽ free ship cho bạn, được chưa? Còn nếu như bạn lấy quà tặng thì tiền ship sẽ là 30 ngàn, được chưa ạ? Nhận hàng kiểm hàng trước thanh toán, chuyển khoản trước thì được free ship và được tặng kèm quà luôn. Ok nhá. Đấy, xin không? Gỡ ra mất công mất cái lớp siêu lấy cây Quỳnh đang xài cho mọi người xem. Mua hai sản phẩm được tặng Quỳnh quà, còn ai mà mua hai sản phẩm không lấy quà thì Quỳnh sẽ free ship. Bạn Quỳnh là Quỳnh lấy quà là gì, ship có 30 ngàn mà còn cây son nó tới 870, hồi xưa Quỳnh mua lần quà rồi. Qua mẫu nha, ok qua luôn đây. Bạn số cho Quỳnh là số điện thoại và kèm bạn số kính Quỳnh chốt luôn cho. Rồi bây giờ lên cây tương tác cho cả nhà nè. Cây tương tác này em có cho cả nhà là hai màu, cái này của BBL Gallery. Rồi son hả? Son Quỳnh có, à son công ty, son là Quỳnh được công ty tài trợ hàng tester dùng thử, được chưa ạ? Son này mọi người check mở code vẫn ra đó nha. Quỳnh nhớ là hình như Quỳnh được công ty tài trợ à, hai màu, một màu là màu số 1 và một màu là màu số 9 đó cả nhà. Một màu là màu số 1 và một màu là màu số 9. Đây, đây là cái màu số 9 nha mọi người nha, đây là màu số 9. Được chưa? Đỏ base hồng. Màu này là màu đỏ hồng á, còn màu số 1 là số 1 là đỏ thuần. Ok. Mộc trà. Oh, thank you nha. Kính đẹp son thơm. Son thơm vậy cho nên Quỳnh xài hết nửa cây rồi đó. Rồi qua mẫu nha. Bây giờ lên cho mọi người cái kính này đẹp không? Xin nhờ. Đây, bây giờ Quỳnh lên cho mọi người một cây BBL Gallery xin nào. Bây giờ bán giá giá tương tác cho cả nhà đâu nè. Tại sao bây giờ chưa ngủ? Bây giờ mấy giờ rồi? 23 giờ 36 phút. Tại sao chưa ngủ? 23 giờ đúng không? Bán luôn 123.000 giá thăng tiến cho đẹp. 123 kèm số điện thoại luôn cho Quỳnh. 123.000 cho cái kính Quỳnh đang mang đến từ BBL Gallery. Nhận hàng thử đi. 123.000 có uổng một đồng một cách nào của các bạn không? Uổng trả lại, ngược lại thoải mái, không có gì, không có lần, không cần lăn tăn gì hết á. 123.000 ở đâu bán mọi người? Siêu phẩm như thế này BBL Gallery. Màu nâu với màu đen mọi người nha, hai tông màu cho mọi người lựa chọn. 123.000 nhận hàng kiểm hàng trước thanh toán. Nhận hàng cảm giác 123 ngàn của bạn mà nó uổng thì trả ngược lại cho Quỳnh, được chưa ạ? Từ chối nhận hàng thoải mái thôi. Quỳnh cho mọi người kiểm hàng trước thanh toán mà. 123 kèm số điện thoại luôn cho Quỳnh nhau. 123 ngàn. Rồi, đây. Bị nghiện like. Không mua hàng cũng xem hả? Trời ơi, khổ quá. Có ai không ngủ, có ai chưa ngủ được là do coi livestream của Quỳnh không? Đang tính đi ngủ thấy Quỳnh like cho nên ở lại coi không? Rồi 123 ngàn luôn nha. Còn vài mẫu lên nốt cho mọi người, để cho mọi người còn đi ngủ nữa đúng không ạ? Rồi 123k nha. 123.000 trong vòng 60 giây cho kỳ là luôn, được chưa? 123k kèm số điện thoại cho Quỳnh, chỉ 123.000 mà thôi. Comment đầy đủ cho Quỳnh, số điện thoại và kèm mặt số kính Quỳnh chốt luôn cho nha. Đây, Quỳnh bắt đầu nha. Màu đỏ thuần là cái màu 01 ấy hả? À.